chào các bạn đến với Cốc MP. Củ bắp cải mini này Thanh làm được là 4 ngày rồi. Và hôm nay thì thử là cái mùi dưa rất là chua. Chua mà chua thơm, rất là ngon luôn á. Rồi Thanh gấp ra cho các bạn xem. Miếng dưa nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái màu vàng rất là đẹp. Thơm giống như là mùi dưa cải. Mà cái mùi nó hơi khác cái mùi dưa cải chua một chút xíu. Giờ Thanh thử một miếng, ăn thử miếng nha. Với miếng nào nhỏ nhỏ rồi. Ok, cái này được rồi. Rất là ngon. Ở giữa cái lõi nó còn hơi nồng tí xíu. Khá giòn. Rất hấp dẫn, rất ngon luôn các bạn ơi. Mình thử miếng tỏi. Tỏi cũng giòn mà nó còn hơi hăng. Ở giữa còn hơi hăng tí xíu. Cái này mình nghĩ khoảng chừng 2 ngày nữa thì nó chua vô tới trong ăn ngon hơn. Ăn miếng cải còn nhiêu đây, ăn tiếp. Bắp cải tí hon này nó chua khác với làm dưa cải thường của mình. Là cho dù nó chua rồi mình để trong hũ cả tuần sau đó, cái vị chua cũng không có chua mà kiểu như là nó quá là chua chua ái như là dưa cải chua thường. Mà cái vị chua của nó rất là đầm. Phải nói là mình ăn không vậy nè các bạn. Cũng rất là ngon mà mình sắc muỗng mỏng ra để mình chiên với trứng hay là chiên với cơm. Nói chung là nấu canh hay là xào hay là ăn sống gì đều ngon hết. Đây là rổ bắp cải mini. Trong rổ là 2 pao tương đương 907 gram bắp cải. Thanh mua 4 pao bắp cải và lựa ra mấy bắp to như vậy nè, chẻ làm đôi ngâm một hũ. Còn mấy bắp nhỏ hơn đó, Thanh để nguyên bắp như vậy ngâm luôn. Thì các bạn có thể ngâm bắp cải với nước muối đường và cho thêm những cái nguyên liệu như là tỏi nè, củ hành hương nhỏ hay là ớt bột. Và tỷ lệ nước ngâm dưa 1:1:1 rất là dễ nhớ. 1 lít nước thì mình cho vô là 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối. Và muối thì Thanh dùng loại này nè, chợ Mỹ nào cũng có bán hết. Muối để làm dưa nên không có chất iốt. Nếu như các bạn dùng loại muối mà giống như là nước đá mài đó thì thường cái loại muối đó nhạt hơn cái loại muối làm dưa này. Nếu như các bạn dùng loại muối đó thì mình cho vô 1 muỗng canh vung. Còn ớt thì mình dùng ớt bột nhuyễn hay là ớt bột còn miếng cũng được. Tỏi thì Thanh dùng là 10 tép tỏi. Nếu bạn thích nhiều tỏi hơn á, mùi nồng hơn thì mình cho thêm. Trước khi mà mình rửa mấy bắp cải đó, mình cần làm sạch nha, cắt bỏ đi cái nguồn, cái phần cứng đó. Và bỏ đi những cái lớp bắp cải nào mà bị hư và cứng quá. Thường Thanh bỏ khoảng chừng 1 hoặc 2 lớp đó. Lớp nhỏ ở dưới thôi. Đó, mình cắt bỏ cái nguồn cứng đó. Rồi bỏ 2 cái lá già. Bắp cải Thanh chẻ làm hai xong rồi, giờ Thanh cho vô là 1 muỗng canh muối. Rồi mình châm nước vô khoảng
vừa qua cái mặt bắp cải là được. Cho nước xăm xắp mặt bắp cải đó. Và để về mình ngâm trong vòng 20 phút. Thao bắp cải này đã được ngâm trong nước muối 20 phút rồi, giờ thanh cho ra rổ và dội rửa lại cho hết chất mặn. Cho 2 bao bắp cải thanh cho vô nồi là 1 lít 700ml nước. Thực ra 1 lít rưỡi nước là đủ rồi, nhưng mà tại vì thanh muốn trừ hao ra cái lượng nước sẽ bị mất là khoảng chừng 200ml khi mình trụng xong hết bắp cải. Cho nên các bạn đong cái lượng nước mình cần để ngâm dưa xong trước rồi mới cho vô thêm 200ml nước nữa. Thanh cho thêm một ví dụ nữa, nếu mà quý vị cho bắp cải vô cái keo và đoán là chỉ cần 2 lít nước thôi thì mình sẽ cho vô nồi nấu là 2 lít cộng 200ml nước nữa. Thì sau khi mà trụng xong bắp cải đó, mình sẽ còn lại khoảng chừng là 2 lít nước trong nồi. Và mình cho vô nồi là 2 muỗng canh đường và 2 muỗng canh muối. Và mình trụng bắp cải khoảng chừng 45 giây là vớt hết bắp cải ra. Rồi mình tiếp tục mình làm vậy cho hết bắp cải còn lại. Khi mà mình trụng xong hết bắp cải đó, mình giữ cái nước trụng đó và cho vô là đường và muối. Trong nồi này là Thanh có là 1,5 lít nước, cho nên Thanh cho vô là 1,5 muỗng canh đường, 1,5 muỗng canh muối. Mình khuấy lên và nấu tới khi mà đường và muối tan hết, mình tắt lửa, mình cho cái nồi qua một bên và để nước cho thật là nguội trước khi mà mình cho nước vô cái hũ để mà ngâm dưa. Bắp cải trong rổ là đã được trụng qua nước sôi và Thanh đã để nguội hoàn toàn rồi. Giờ mình sắp bắp cải vô trong hũ nè. Bắp cải mà mình chẻ ra làm hai như vậy và ngâm dưa thì khoảng chừng 3 ngày là cái nước ngâm chua rồi. Nhưng mà bắp cải vẫn còn bị nồng ở trong cái lõi giữa đó. Cho nên 4 ngày trở lên ăn là ngon nhất. Còn nếu như mà mình ngâm là nguyên cái bắp cải luôn đó thì các bạn lựa mấy cái bắp nào nhỏ thôi. Và cái thời gian mà cải lên chua đó sẽ rất là lâu so với mình chẻ ra làm hai. Và cái mùi nó cũng nồng hơn nhiều nữa. Nhưng mà được con cái là mấy cái bắp nhỏ đó, nếu mà mình làm dưa khi mà nó đã chua rồi đó, mình cầm nguyên cái bắp mình ăn cũng ngon lắm các bạn, cũng thú vị lắm. Nhưng mà Thanh vẫn thấy là chẻ làm hai ra ngâm thì dưa giòn hơn và ngon hơn là nếu như mình để nguyên bắp. Dưa mình ngâm như vậy nè, khoảng chừng 4 ngày là ăn được rồi. Hũ dưa này là Thanh để còn nguyên bắp. Thì cái thời gian để muối dưa sẽ lâu hơn là nếu như mình chẻ mấy cái bắp này ra làm hai. Và cái mùi trước khi mà dưa lên men á, lên men chua rất là nồng. Nồng phải nói là hơi khó chịu luôn đó. Nhưng mà một khi mà dưa lên men chua rồi đó thì cái điều Thanh thích đó, làm cho dù mình để dưa bên ngoài cả mấy tuần lễ luôn, dưa cũng không có bị lên men mà chua ái, chua mà mình ăn không nổi như là dưa cải thường, mà cái độ chua nó vẫn đầm, nó vẫn như vậy đó.
Các bạn ở những tiểu bang hay là những nơi không có bán cải đi làm dưa đó thì hãy thử làm dưa bắp cải mini này để thay thế dưa cải thường.